Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip review địa điểm chụp ảnh đẹp của chúng mình. Mình là Hạnh, chuyên viên trang điểm ở Yêu Media. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một địa điểm chụp ảnh khá là mới mẻ, cách trung tâm Hà Nội chừng 50 cây, đó chính là Rose Garden, thuộc phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang. Điểm đặc biệt ở đây đó chính là vườn hoa hướng dương vô cùng đặc sắc. Mình nghĩ đây cũng chính là yếu tố hấp dẫn rất là nhiều các bạn từ khắp mọi nơi tới đây chụp ảnh. Ngoài vườn hoa hướng dương ra thì ở đây cũng bày trí một số những backdrop mang phong cách cổ kính, phù hợp với chụp những bộ ảnh có trang phục truyền thống như là áo dài. Với mảnh đất rộng hơn 300 hectare này thì chủ của khu đất này đã bày trí một số những khung cảnh phù hợp với những bạn trẻ yêu thích phong cách chụp năng động, trẻ trung, dễ thương. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy theo chân mình đi xem ekip Yêu Media thực hiện bộ ảnh ngày hôm nay nhé! Như các bạn thấy là mình đang đứng ở giữa vườn hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương rất là to, đẹp. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất với hoa hướng dương buổi sáng là từ 7 giờ đến 8 giờ, còn chiều là từ 3 giờ đến 5 giờ, các bạn nhớ nhé. Còn vé vào ở đây là 50.000 một người, nhưng khi các bạn đi 5 người trở lên thì sẽ được giảm giá đấy. Vậy là mình đã giới thiệu một vòng Rose Garden cho các bạn xong rồi. Nhưng mình thấy ở đây vẫn còn một số điểm đang xây dựng, cho nên khi các bạn tới đây chụp ảnh thì hãy tiếp tục khám phá nhé. Clip review những địa điểm chụp ảnh đẹp của chúng mình tới đây đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Bye!